Xin chào tất cả mọi người, Panasonic vừa cho ra mắt một chiếc điều hòa với những ưu điểm vô cùng vượt trội và giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ khoảng 10 triệu đồng. Chắc chắn sẽ là mưa làm gió trên thị trường điều hòa. Và xin được giới thiệu, đó chính là Panasonic 2 triệu inverter CSIZ9AKH8. Đa công dụng chính là điều mà Thủy Trâm muốn nói về chiếc điều hòa này. Mùa hè thì làm mát, mùa đông thì làm ấm. Và ngoài ra, nó còn hoạt động được như một chiếc máy lọc không khí. Đúng là khó tin phải không nào? Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng MediaMart tìm hiểu nhé! Với công suất 9.000 BTU, chiếc điều hòa 2 chiều thế hệ mới đến từ nhà Panasonic phù hợp với rất nhiều không gian phòng ngủ, phòng riêng có diện tích dưới 15m². Bên cạnh đó, máy điều hòa Panasonic sở hữu thiết kế sang trọng với những đường nét tinh tế, bề mặt sáng bừng với tông màu trắng sang trọng. Đây chắc chắn không chỉ là một chiếc điều hòa mà còn là một vật phẩm trang trí cho không gian sống của bạn. Về công nghệ và tính năng thì có thể nói em này thuộc hàng top với rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là chế độ Powerful cho phép em nó làm mát hoặc sưởi ấm căn phòng của bạn nhanh hơn 18% so với những sản phẩm điều hòa thông thường trên thị trường bằng cách chạy cả máy nén vào quạt dàn lạnh ở tốc độ siêu cao, đảm bảo sẽ làm mát hoặc làm ấm căn phòng của bạn tức thì. Có rất nhiều người khi bật điều hòa thì chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ luồng gió thổi ra, còn những chỗ khác thì lại cảm thấy nóng nực. Hiểu được nỗi băn khoăn đó của người tiêu dùng nên cánh đảo gió ở phía dưới của chiếc điều hòa Panasonic này đã được thiết kế lớn hơn để tạo ra luồng không khí lan tỏa khắp phòng, mang lại cảm giác tối ưu. Bên cạnh đó, máy được trang bị hai động cơ điều khiển cánh đảo gió hoạt động độc lập giúp hướng luồng không khí tập trung để làm mát phòng một cách hiệu quả. Hai cánh đảo gió có thể hướng luồng khí lạnh lên cao về phía trần nhà. Không khí lạnh lan tỏa rộng khắp giúp làm mát đồng đều hay còn gọi là làm lạnh dễ chịu. Công nghệ Nano Eager là một trong những công nghệ lọc không khí tiên tiến nhất, hoạt động vô cùng mạnh mẽ, diệt sạch tới 99% vi khuẩn có trong phòng. Bạn sẽ tận hưởng luồng không khí lạnh vô cùng sạch sẽ và mát lành. Công nghệ Nano Eager giải phóng hàng nghìn các hạt phân tử nano treo lơ lửng trong không khí, loại bỏ bụi bẩn, bụi mịn PM2.5. Hiện đại nhưng không hại điện, ngược lại còn tiết kiệm tối đa điện năng nhờ được trang bị công nghệ inverter giúp kiểm soát tốc độ quay của máy nén để duy trì chính xác nhiệt độ phòng. Từ đó giúp tối ưu tới 35% năng lượng sử dụng so với các thiết bị không được trang bị công nghệ này. Sẽ khá là bất tiện khi phải bật điều hòa trong một thời gian dài và luôn phải điều chỉnh nhiệt độ vì mỗi không gian lại cần một nhiệt độ khác nhau và thay đổi suốt cả ngày. Chính vì thế, Panasonic đã đưa vào chế độ Eco tích hợp trí tuệ nhân tạo siêu thông minh khi luôn tiếp nhận và đánh giá mức Eco tối ưu để tiết kiệm năng lượng tối đa lên đến 20%, đồng thời mang lại sự mát lạnh, thoải mái, ổn định. Chúng ta cũng đều biết rằng việc sử dụng điều hòa cũng có thể gây hại nếu như sử dụng những môi chất làm lạnh không đảm bảo hoặc bị rò rỉ khí ga ra ngoài môi trường làm hỏng tầng ozone. Với phương châm thân thiện với môi trường, điều hòa Panasonic giá rẻ 2 chiều sử dụng môi chất lạnh R32. Đây là loại môi chất lạnh được đánh giá là thân thiện với môi trường do không phát thải chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, môi chất lạnh R32 có hiệu suất làm lạnh cao, tiêu thụ năng lượng ít hơn so với môi chất làm lạnh R410A hoặc R22 trước đây. Vừa rồi, MediaMart đã giới thiệu đến quý vị một chiếc điều hòa với 3 ưu điểm vượt trội: hiệu suất làm lạnh cao, chi phí sử dụng điện năng thấp và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Các bạn thấy sao? Hãy bình luận ở phía dưới cho MediaMart biết nhé! Ưu điểm thì rất nhiều, nhưng còn một điều nữa chắc chắn mà quý vị sẽ rất quan tâm, đó là giá thành. Hiện tại, ở MediaMart, chiếc điều hòa này đang có giá cực ưu đãi, bao rẻ nhất thị trường, đi kèm hàng loạt những quà tặng hấp dẫn, hữu ích. Vậy nên nếu quý vị đã ưng rồi thì hãy tới ngay MediaMart để sở hữu em nó nhé! Và nếu như quý vị còn có thêm thắc mắc nào về sản phẩm này thì có thể gọi ngay tới tổng đài 1900 6788 hoặc ghé qua website mediamart.vn, thế giới điện máy.com để được giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.